Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Giàu vì bạn sang vì làm hacker. Thực tế là anh lò của chúng ta đã đổi đời từ khi chuyển qua làm công việc này. Thay vì hàng ngày phải đi nhặt lá đá ống bơ như trước kia, bây giờ ngày nào anh cũng được cưỡi du thuyền ra tận biển câu cá. Chăm hay không bằng quen tay, do được rèn luyện nhiều nên tài năng của anh đã có thể sánh vai với các cần thủ khác. Người ta còn không ngần ngại đặt cho anh cái biệt danh là chiến thần sát cá. Hôm nay thì vẫn như hôm qua mà như cả hôm kia luôn. Anh lò vừa rủ người hảo anh em là anh bổn lò đi câu cá cùng. Anh em tốt có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Nhưng dù sao anh lò cũng quý trọng tình bạn này lắm. Chủ yếu có anh bổn đi cùng sẽ giúp anh quay lại những thước phim ngầu như cái bồn cầu về cho con cháu mai sau có cái mà xem. Trời xanh mây trắng trong lòng có anh à, nhầm trong lành có ong. Dạo này mèo đang học cách thả thính các bạn ạ. Hy vọng một anh chàng có tài nào đó sẽ dính thính rồi cưới mèo làm vợ. Có tài mà là tài sản thì càng tốt. Mèo nói đùa cho vui thế thôi chứ mèo mong thế thật. Người ta ôm mộng giàu sang, em mèo ôm mộng y chang nhiều người. Cả đời mèo chỉ hy vọng kiếm được một anh đại gia đẹp trai nhà giàu tâm lý biết yêu chiều. Đấy có thế thôi mà tìm mãi không thấy. Có bạn nào đang xem video biết ai đủ tiêu chuẩn bị giới thiệu cho mèo với nha. Mèo cảm ơn các bạn rất nhiều. Mải buôn dưa lê bán dưa chuột với các bạn xíu mà anh lò đã phi thuyền ra giữa biển rồi. Nghe giang cư mận đồn là ở vùng biển này nhiều thủy quái lắm nên cả đoàn đều đang rất mong chờ. Vừa có một con cá cắn câu và anh đang căng cơ đít thít cơ mông để kéo nó lên. Hy vọng sẽ là một con thủy quái nào đó để anh có cái lấy le với giang cư mận. Dạo này mấy thằng sửu nhi trên ấy cứ thách thức anh câu thủy quái. May mà nay lại có dịp thể hiện luôn. Con cá ngừ này chắc cũng được của nó rồi nhỉ. Ngay sau đó anh dít kít bên cạnh cũng câu được một con cá ngừ khác. Bây giờ thì các anh tút tút ra cho anh bổn lò thể hiện nào. Với cái thân hình mỏng manh kia chắc là cá nó câu anh chứ anh câu làm sao được. Thôi tốt nhất là cứ để cho những người có kinh nghiệm làm đi. Để câu được cá lớn hơn thì các anh sẽ dùng một con cá ngừ làm mồi tiếp. Các cụ ngày xưa hay gọi đây là chiến thuật thả con săn sắt bắt con cá rô. Còn chưa kịp ngồi ấm đít thì đã có cá cắn câu. Con này to quá nhưng lại sổng mất rồi. Mà không sao, đời còn dài cá còn nhiều. Các anh cứ từ từ mà thưởng thức. Đến con này thì thực sự cần hai người kéo mới được. Hò rô ta nào, kéo cần ta được con cá. Nhờ có sự hỗ trợ của anh Zikit, anh lò đã dần kéo con cá lại mạn thuyền hơn. Không biết con gì mà lại vừa to vừa khỏe thế này nhỉ. U là trời, nó trồi lên mặt nước kia rồi. Các anh hò reo trong sung sướng. Con thủy quái to nhất mà anh lì từng bắt được trong sự nghiệp cần thủ của mình. Có khi nó phải to ngang ngửa cơ thể anh luôn. Thực sự là một trận chiến khốc liệt. Nhưng bù lại tối nay sẽ có bữa tiệc hải sản tươi ngon cực hấp dẫn. Anh bổn đứng cạnh cổ vũ thôi mà cũng thấy vui lây. Anh cũng muốn thử sức xem liệu có câu được con nào đáng đồng tiền bát gạo không. Tưởng không dễ mà lại dễ không tưởng. Anh chỉ cần cắm cần câu vào giữa hai chân rồi bao giờ có cá cắn thì nghiến răng nghiến lợi mà thu dây. Đấy, lý thuyết thì đơn giản là thế. Nhưng thực tế như nào thì phải theo dõi tiếp mới biết được. Tích cực quay tay, hy vọng rằng vận may sẽ tới với anh. Cố gắng lên một chút nữa thôi. Gia đình bạn bè sẽ tự hào về anh lắm. Rồi anh sẽ kiếm được một cô người yêu chân dài eo thon. Rồi anh sẽ chấm dứt kiếp nạn hơn 20 mùa khoai sọ vẫn chưa biết mùi gái là gì. Không uổng công mọi người cổ vũ, anh bổn cũng đã kéo lên được một con cá mú siêu to khổng lồ. Tranh thủ chụp ảnh ngay với chiến lợi phẩm mới được. Xong rồi các anh sẽ thả nó đi luôn vì sợ nhiều quá ăn không hết. Đấy các bạn ạ, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Mèo thì đang đói mốc mồm mà các anh lại thả con cá ngon nghẻ như thế đi. Ở cách đó không xa, hội báo thủ của anh Ba Trà Cú cũng đang miệt mài cắm cần. Anh Da Đen là người hào hứng nhất vì lần đầu anh được đi con du thuyền sang chảnh như này. Vậy nên vừa nghe thấy tiếng cá cắn câu là anh chộp cái cần luôn. Nhưng mà nhanh ẩu đoảng làm con cá chạy mất. Thế là anh Ba lại phải mở nhanh một khóa training kỹ năng đợi cá mắc câu rồi mới giật. Chứ các anh đừng có giật lúc nó đang ăn mồi, nó chả chạy đi luôn. Khi đã nắm được một số lý thuyết cơ bản, anh Da Đen muốn thử lại một lần nữa. Quay tay thì cũng tích cực đấy nhưng lại bị hụt mất rồi. Anh Ba phải an ủi là chú em cứ bình tĩnh. Hồi đầu anh cũng thế đấy nhưng làm nhiều nó quen ngay ấy mà. Sau đó anh Ba dí vào tay anh Da Đen một cái cần khác để thực hành lại luôn. Đấy đấy đấy, lại nhanh quá rồi, Hà Nội là không vội được đâu. Công việc câu cá này cũng phải có lúc cương lúc nhu. Bao giờ con cá quẫy mạnh quá anh cứ giả vờ thả dây ra cho nó bơi đi. Rồi lúc nó mất cảnh giác thì mình lại tích cực quay tay kéo nó vào. Vừa nói mấy câu mà anh Da Đen đã tiếp thu và thực hiện rất tốt. Anh này chắc hồi đi học giỏi lắm nhỉ. Và xem anh đã câu lên được con gì nào. Một con cá ngừ đại dương cũng ổn áp đấy. Chắc vùng biển này phải nhiều cá ngừ lắm nên cả anh Lỏ và anh Ba đều câu lên được loài này. Nhân tiện hôm nay anh Ba sẽ thể hiện cho cả đoàn mình xem một phương pháp câu cá anh mới nghĩ ra. Đi câu mà không cần mồi luôn. Trong lúc anh thực hiện thì anh Da Đen sẽ phụ anh kéo nốt con cá vừa cắn câu ở cái cần này lên. Anh Da Đen tin là lần này mình sẽ làm được. Các anh em phải tin ở tôi, bố mẹ gia đình phải tin con. Vì đặt cần ở vị trí hơi nhạy cảm nên anh cũng cần chú ý hơn một chút. Sukarna giật mạnh một cái thì bố mẹ anh lại không có cháu bé luôn. Anh đã 3 máu 6 cơn đến mức cởi phăng cái áo ra rồi. Này mà còn không câu được nữa thì phí. Cố gắng thêm một chút nữa là được rồi vì anh Ba đã thấy lấp ló đầu con cá phía dưới mặt nước. Một đoàn viên sẽ nhảy xuống biển hỗ trợ anh đưa con cá lên. U là trời, là một con cá mập.
Bảo sao anh kéo mãi mà nó không lên. Nhưng đáng tiếc việc săn bắt cá mập ở vùng biển này bị cấm nên các anh sẽ phải thả nó đi. Anh già đang tỏ ra rất khâm phục sự cố gắng của anh da đen. Từ lúc lên thuyền đến giờ chưa thấy anh ngơi tay ngơi chân tí nào. Đúng là tuổi trẻ, 17 bẻ gãy sừng trâu. Anh già hỏi anh da đen năm nay bao nhiêu tuổi thì anh bảo 27 nên anh cũng thôi luôn không nói gì nữa. Sau đó anh da đen lại tiếp tục chinh chiến. Có vẻ sau hôm nay anh đã tìm thấy niềm đam mê khó bỏ của mình rồi. Một con cá kiếm khổng lồ vừa gắn câu đã thu hút sự chú ý của cả thuyền. Theo một người dày dặn kinh nghiệm như anh Ba Trà Cú thì câu con này cũng khó nhằn đấy. Giờ mà anh da đen tự câu được thì anh đúng là quá giỏi luôn. Mọi người sẽ thay phiên nhau chụp ảnh với thành quả quá là xuất sắc này nhé. Trong lúc những anh còn lại đang mải mê ăn mừng thì anh già vừa phát hiện ra một sinh vật khổng lồ nào đó dưới mạn thuyền. Anh miêu tả nó phải to gấp 2-3 lần cơ thể người làm ai cũng tò mò háo hức. Hy vọng rằng nó sẽ mắc vào một trong số những lưỡi câu đang được thả xuống. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mặc kệ mọi người bàn luận, anh da đen vẫn đang sống hết mình với thứ được gọi là đam mê này. Ông trời không phụ lòng người, anh đã kéo lên được một con cá to chà bá lừa. Con này đem về nướng chui thì cũng hết nước chấm đấy. Bây giờ cả đoàn sẽ di chuyển lên bờ để thưởng thức thành quả ngày hôm nay. Công lao lớn nhất vẫn thuộc về anh da đen. Mọi người cùng bình luận chúc mừng thật nhiều dưới video này để cổ vũ anh nhé. Ngày hôm sau anh Ba Trà Cú lại đón thêm 2 vị khách mới. Hôm nay họ sẽ lại cùng nhau chinh phục những con thủy quái bí ẩn nhất dưới lòng đại dương. Hy vọng kết quả vẫn sẽ tốt đẹp như ngày hôm qua. Vì đoàn khá ít người nên anh Ba mới tranh thủ có thời gian trau dồi lại kỹ năng của mình. Thật may là anh chưa lụi nghề chút nào. Vừa thả cần xuống đã tóm được một con cá lớn. Anh Đô Con sẽ dùng vợt hỗ trợ anh đưa cá lên bờ. Nghe tên thì hơi lạ nhưng đây là loài cá chó. Là anh em họ hàng gần với mấy đứa bạn thân cờ hó của chúng mình các bạn ạ. Sau khi đo đạc, anh Ba cho biết con này phải dài hơn 50cm. Các anh thả nó vào một bể nhỏ đã chuẩn bị sẵn trước đó để nó hô hấp. Không thì đem về đến nơi nó lại thành cá khô mất. Mèo đã hiểu tại sao nó lại có cái tên ngộ nghĩnh như vậy rồi. Cứ nhìn cái miệng nhô ra đằng trước như mõm chó là đủ hiểu. Bây giờ anh Đô Con mới chia sẻ thật anh là một cần thủ lão làng. Kinh nghiệm trong nghề là 40 năm. Hôm nay anh ra đây chỉ là để test thử xem trình độ của anh Ba đến đâu thôi. Nhưng mà cũng được của nó đấy, đúng như lời thiên hạ đồn. Anh dâu quay nón đi cùng thấy không có việc gì của mình nên quyết định xách cần đi câu. Từ đằng xa anh đã thấy một con thủy quái siêu to khổng lồ. Chẳng mất quá nhiều thời gian con cá của anh đã được câu lên. Trước khi mặt trời lặn cả đoàn sẽ tranh thủ câu được đến đâu hay đến ấy. Nói chung là đi câu như này thì càng nhiều càng ít. Chỉ trừ có con nào bị cấm ra thôi chứ còn bao nhiêu anh bắt hết. Chẳng mấy chốc cái bể nhỏ cũng đã đầy. Tại mấy con cá to quá ấy chứ các anh có muốn vậy đâu. Kiểm tra thử cái con anh dâu quai nón câu lên thì nó cũng được hơn 40cm. Nói chung là cũng có cố gắng. Nhưng mà vẫn không bằng con cá cờ hó của anh Ba. Vậy nên em nó sẽ được thả lại về biển. Ở đây chúng tôi chỉ quan trọng kết quả, không cần biết quá trình. Đi câu tốn calo quá nên mọi người đã trở lại lên bờ để nạp năng lượng. Vì thua kèo nên anh dâu quai nó sẽ phải chiêu đãi món pizza full topping. Vậy là lại kết thúc thêm một ngày lao động là vinh quang của anh Ba Trà Cú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.